Quý anh chị đến với diễn đàn có nghe rõ không ạ? Ở bên Mỹ, thưa Trần Quỳnh ạ. Dạ, chào chị Giác nha. Dạ, TV256 xin mến chào quý anh chị em đến với live stream. Quý anh chị em biết là cái ngày hôm nay là ngày hôm nào là vào năm 1945 không? Hôm nay là ngày 21 tháng 4 ngày mà cách đây là coi như là 42 năm. Chú có làm cùng Đào Minh Quân không? Dạ, TV cũng đấu tranh rất là độc lập, tự do. Rất là độc lập, không có trong một tổ chức nào hết đó, chị Trần Quỳnh. Thì hôm nay thì TV nhớ đến ngày 21 tháng 4 là cái ngày mà ông Thiệu đó, Tổng thống Thiệu từ chức. Thì TV nhớ như vậy thôi. Ông Thiệu từ chức vào 21 tháng 4 1975. Và sau đó là ông Tổng thống Trần Văn Hương lên thay thế. Cái gì vậy? Chị chép nói cái gì vậy? Thì ông Hương lên thay thế được một vài ngày thôi. Một vài ngày thì ông Đại tướng Dương Văn Minh có nhắn với ông Hương đó là để ông Minh ổng sẽ lên thay thế.
biết là TV256 là được rồi, đó là cái nick của TV256 thôi em. Quý anh chị đó hiện giờ đang có trong trong livestream á, có thể gọi cho TV256 cũng được. Giờ rồi có thể là chia sẻ ở cùng cái trong diễn đàn này. Sự thật thì TV256 chỉ mới ra nghề thôi, không có biết nhiều về Facebook mà cũng không biết nhiều về phone, thành ra cái này giống như là test thử thôi. Quý anh chị gọi dùm cho TV256 thì coi, gọi cho Mỹ Linh Nguyễn đó. Thì TV giới thiệu là TV256, tên của TV là 256. Thì mấy quý anh chị em nào mà sử dụng mà Power Talk á, thì sẽ biết TV256 là ai. Tại vì TV cũng trên đó là mười mấy năm rồi. Thì bữa hôm nay thì nhớ đến cái ngày, những cái ngày mà cận kề với 30 tháng 4. Thì mình nhớ đến đó là những cái ngày mà rất là đau thương của dân tộc Việt Nam của mình. Thì hôm nay mình livestream thôi. Rồi cho quý anh chị nghe cái bài mà Tháng Tư Đen. Và nói thật thì cũng rất là lấy làm mừng vì tiểu bang California đó thì có dân biểu thượng viện hạ viện đều chấp nhận cái ngày này là cái ngày Tháng Tư Đen, để cho biết là cái ngày mà đau buồn của người Việt ở hải ngoại lẫn người Việt ở trong nước. Thì hôm nay là cái ngày mà có thể TV có thể chia sẻ với quý anh chị em kể về cái Tháng Tư Đen nó xảy ra như thế nào. Và trong cái thời điểm đó thì TV của khoảng là 20 tuổi thôi. Thì khi mà cỡ khoảng 20 tuổi mà mình thấy ông Thiệu từ chức ở trên TV, ở trên màn ảnh TV nha. Lúc đó là mình coi trực tiếp á, mình coi trực tiếp trên TV là mình thấy Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu từ chức. Và khi ông từ chức á, ông có một nói cái câu sau cùng đó là: sau khi mà tôi từ chức tổng thống thì tôi tự nhiên bị mất sống á. Thì ông Thiệu nói rằng là ông từ chức nhưng mà ông vẫn còn là một người trung tướng. Thì trước khi ông Thiệu lên làm tổng thống thì ông làm một người trung tướng. Thì ông sẽ nói là ông sẽ trở về với cách trách vụ của là trung tướng ở trong quân đội. Và đến lúc mà ông Hương đó giao cái quyền hành lễ cho Đại tướng Dương Văn Minh thì phải qua quốc hội. Qua quốc hội biểu quyết rằng là mà không có đủ túc số nữa. Ngay cái lúc đó thì nó có thể là trong cái tình trạng mà nó loạn lạc đó, thì quốc hội cũng không đủ túc số để mà bầu cho ông Dương Văn Minh. Nhưng mà trên quá bán đó thì ông Hương ông cũng chấp nhận. Thành ra cái phần đó mình thấy nó không có đúng về cái luật của hiến pháp. Tại vì muốn mà làm gì thì cũng phải được gọi là 2/3 cái số phiếu của quốc hội thì ông Minh ông mới làm tổng thống. Mà trong khi đó là không đủ.
tại vì giờ quốc hội mà họp mà không có đủ túc số. Chứ sự thật đó, nếu mà ông tại vì ông Trần Văn Hương đó, ông già rồi, thành ra nếu mà ông học đảm đang được cái chức vụ tổng thống á thì ông phải theo cái hiến pháp là ông phải giao quyền cho chủ tịch hạ viện, chủ tịch hạ viện, tự nhiên bây giờ cũng quên ngang rồi, chủ tịch hạ viện lúc đó là ai quên rồi, Trần Văn Huyền thì phải, Trần Văn Huyền. Thành ra ổng theo cái túc số của quốc hội mà đa số quá bán á, thì ổng giao quyền cho đại tướng Dương Văn Minh. Thì đại tướng Dương Văn Minh nó cầm quyền vào cái khoảng TV nghĩ là cỡ khoảng 28, 29 gì đó. Tự nhiên bây giờ không nhớ mấy. Thì TV kể vào ngày 20 tháng 4 đó là trong cái lúc đó, đó nhà của TV256 là ở gần cái sân golf của Mỹ á. Thì nhà ở trên lầu, nhà thì ở trên lầu thì cũng khá cao. Thì TV thấy được những cái sự việc mà những TV muốn kể ra để quý anh chị thấy là những cái bài báo cộng sản nó nói sai sự thật. Hoàn toàn sai sự thật. Sự thật đó thì chỉ có hai chiếc A37 thôi, chính mắt cá nhân TV thấy chỉ có hai chiếc A7 là vào ngày 28 thì tháng 4 năm 1975, thì hai cái chiếc A37 đó nó trút đầu xuống, mình thấy rõ, mình thấy rõ, và mình thấy nó thả luôn, thả bom luôn, và mình thấy cái súng phòng không ở ở phi trường bắn lên, nhưng mà có lẽ không trúng, có hai chiếc thôi. Một chiếc này nó trút đầu xuống rồi một chiếc sau nó trút sau thôi, và hai chiếc nó trút xong rồi là nó đi nhanh liền à. Chứ sau năm 1975 đó mình đọc mấy cái tờ báo mà Sài Gòn Giải Phóng rồi Nhân Dân rồi Đại Khái vậy thì mình thấy nó sạ sự ra là nó nói có tới 5 chiếc A37 là cái điều nó không đúng sự thật. Rồi cho đến ngày 30 tháng 4 đó, 30 tháng 4 vào cái lúc mà khoảng khoảng 9-10 giờ sáng đó, thì ông Dương Văn Minh ổng mới nói rằng là sự thật ổng không có dùng cái chữ đầu hàng á. Ông Dương Văn Minh hoàn toàn không có dùng chữ đầu hàng, nói là các anh em binh sĩ ở đâu thì ở đó và đợi bàn giao chính quyền. Đợi bàn giao chính quyền chứ không có cái sự mà dùng cái tiếng mà đầu hàng đâu. Nhưng mà sau này đó không biết cái bọn Việt Cộng nó bắt ông Minh rồi là đọc lại cái bản đó hay sao đó. Rồi nó thâu rồi là có cái chữ đầu hàng. Thành ra cái đó là cũng là một cái điều mà bịp bợm của bọn cộng sản. Bọn cộng sản chuyên môn là gian dối. Thì vào ngày sáng ngày 30 tháng 4 thì cỡ khoảng là 11 giờ trưa thì TV 256 với một người chị bạn hàng xóm thôi đi từ Phú Nhuận mà lên cho tới Dinh Độc Lập. Dinh Độc Lập ở đường Thống Nhất á. Đường Thống Nhất thì ngay Dinh Độc Lập thì mình thấy có một cái công viên rất là lớn.
thì TV ở nằm ngay cái công viên mà kế nhìn thấy cái cổng Dinh Độc Lập. Thì mình đợi coi cái vấn đề mà cái lịch sử nó xảy ra như thế nào. Mình coi cái lịch sử mà bàn giao đó. Thì mình cứ nghe phong phanh là dạ chào Nguyễn Trọng Lũ. Mình cứ nghe phong phanh là sẽ có một đoàn quân rồi là đi đến đi về hướng Dinh Độc Lập. Thì đến mình đợi từ khoảng 11 cho đến 12 giờ. Thì 12 giờ thì mình chứng kiến được cái đoàn quân như như thế. Mà trước cái đoàn quân đi á thì mình thấy có xe tăng nữa. Có xe tăng là mở đầu nữa. Thành ra TV tường thuật cái này là sự thật 100%. Chung quanh cái cổng Dinh Độc Lập á, thì TV nhìn thấy những cái người mà có cái bằng áo trắng mà có quấn cái khăn đỏ, cứ quấn khăn đỏ bên tay phải và tay trái vậy đó. Thì ở vòng vòng ngay cái Dinh Độc Lập thì khi mà xe tăng đến á, thì họ mở cửa ra. Cái cổng Dinh Độc Lập cũng đâu phải là nhỏ đâu, và có người chỉ đường cho xe tăng đi vào cổng Dinh Độc Lập rõ ràng như vậy. Những cái người mà bận mà quấn cái khăn mà ở trên áo bên tay phải rồi, bên tay phải đúng rồi, gắn cái khăn đỏ thì là những cái người đó đó chỉ đường cho những chiếc xe tăng 2-3 chiếc gì đó đi vào cổng Dinh Độc Lập, hoàn toàn không có vụ mà hút đổ cái cột của Dinh Độc Lập. Nếu mà hút đổ thì nó rất là tầm bậy, rất là tầm bậy. Như cộng cho rằng những xe tăng nó hút đổ cổng Dinh Độc Lập là cái đó tầm bậy, cái đó là dựng phim đó, không phải là. Tại vì TV 256 ở ngay chỗ Dinh Độc Lập và chứng kiến cho đến khoảng 2 giờ, 2 giờ trưa. 2 giờ trưa là lúc đó nó vô quá sức chừng rồi. Những cái tên Việt Cộng nó đi bằng những cái chiếc xe mà Molotova, là cái đầu nó tròn tròn đó. Cái đầu tròn tròn mà cái màu màu xanh nó đậm đậm đó. Rồi những tên mình thấy nó thật sự đó là những cái tên lính mà ốm đói. Mình nói thì mình nói sự thật thôi, chứ mình cũng sau này mình nghĩ đó là đồng ý là lúc đó mình ghét mấy thằng Việt Cộng lắm, nó tàn phá cái đất nước mình, nó làm cái cuộc mà tổng công kích Mậu Thân để mà bao nhiêu hàng ngàn người chết, người chôn sống, có trẻ em, có đàn bà. Thành ra từ những cái phút đó mình rất là căm thù. Thành ra đó mình nhìn thấy đó là những tên tên Việt Cộng ở trên xe đó, nó gắn đầy người những cái lá lá cây xanh. Đứa nào cũng vậy, không có một đứa nào mà bận đồ lính mà đàng hoàng hết. Đứa nào cũng 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 gắn lá đầy trên trên người hết. Nó giống như là người rừng người rú. Người ta đã bàn giao rồi, người ta đã bàn giao mà mình ở trên một cái chiếc xe như vậy mà giờ này mà vẫn còn đến Dinh Độc Lập rồi, người ta bàn giao chính quyền mà vẫn còn người đã cắm đầy lá, không có thấy một tên nào mà không có cắm đầy lá, lá người nào cũng người lá hết. Mà phải công nhận là họ rất là ốm, thiếu ăn, mặt xanh, và nhiều cái xe như vậy đó nó cứ tiến vào Dinh Độc Lập.
dinh độc lập sau này người ta đã chụp ra cái những cái hình ảnh mà trước cái dinh độc lập á, thì nó có một cái hồ cá, thì những anh bộ đội đó toàn là múc nước ở dưới cái hồ đó để mà không biết để làm cái gì, sử dụng như gì, rửa mặt cái này nọ. Chứ sự thật là ở Dinh Độc Lập với Sài Gòn nó đâu có cúp nước vào cái lúc đó đâu, ai cũng xài nước thoải mái thôi, cứ dặn robinet ra là thấy nước thôi, mà có lẽ họ không hiểu điều đó. Thành ra họ sử dụng cái nước ở ngay cái hồ Dinh Độc Lập đó, trước Dinh Độc Lập. Và họ đó treo cái lá cờ, trên thì đỏ, dưới thì màu xanh, ở giữa có ngôi sao vàng. Và chào David dợt bỏ. Thì có những cái người đó là những cái người người mà bận áo trắng mà mang băng đỏ thôi, họ leo leo lên nóc nhà, nhưng mình thấy hết á. Mà dân đứng ở ngay cái chỗ mà công viên Thống Nhất đó, kế Dinh Độc Lập ở đây, đông lắm. TV chỉ chia sẻ cái cảm tưởng mà mình nghe được những cái người, có một người mà nói mà gần mình thôi, đông, nó đông nhưng họ cách mình một chút xíu vậy thôi, họ nói một cái câu mà TV vẫn còn nhớ mãi hôm nay đó: sâu bọ lên làm người. TV nghe rõ ràng như vậy. Thì lúc đó đó, cỡ khoảng 2 giờ thì TV mới chở bà chị đi đi ra ở ngã bảy, ngã tư Bảy Hiền rồi đó. Thì thấy một đoàn quân vào, một đoàn quân vào để coi ở đường Trần Quốc Toản, Trần Trần Quốc Toản ở Sài Gòn. Sau này Trần Quốc Toản mới thay đổi bằng cái gì bây giờ mình đâu có biết hết. Thì có một cái đoàn quân rất là đông, mà đi cỡ khoảng hàng một hoặc hàng hai thôi, chứ không có mà thấy hàng ba hàng bốn đâu, mà họ đi dài như vậy. Mà cái người đầu tiên á, cái người đầu tiên họ có cầm một cái súng lục, họ cầm cái súng lục và họ nói những cái câu như thế này mà TV còn nhớ mãi trong trong cái tâm của mình thôi: bà con ơi, chạy chạy vì cổng đến. Mà ổng cứ cầm cái súng nó lên, mà ổng đã vào Sài Gòn rồi mà ổng cứ vẫn tiếp tục nói cái câu đó, tiếp tục. Gọi là TV nói nghe cái câu đó là phải thuộc lòng luôn, tại vì ổng nói từ cái đoạn mà dài quá, mà mình thì mình đi coi, thì mình đi theo mình thấy như vậy, mà tiếp tục nói như những câu như vậy: bà con ơi, chạy chạy vì cộng đến. Chính miệng ông nói ông là Việt Cộng đến đó. Lạ lùng đó. Và ở Sài Gòn người ta chạy đi đâu nữa? Người ta đang Sài Gòn chả thấy ai chạy, người ta chỉ coi thôi. Sài Gòn đến lúc đó là chạy đi đâu nữa bây giờ? Mà rõ ràng mình cần phải 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 phục đó, mình phải phục là đất nước mình mất đó, là thằng Việt Cộng nó cũng hay về cái chiến thuật đó. Là cái chiến thuật đó là những cái câu nói của nó cũng có ý nghĩa chứ không phải là không. Tại vì đó nó biết rằng đó là khi mà Việt Cộng mà đánh tới đâu đó, là đồng bào sợ là chạy đến đó. Bao nhiêu trận chiến từ miền Trung mùa hè đỏ lửa rồi Mậu Thân được, hễ mà Việt Cộng tiến đến đâu là đồng bào bỏ chạy đến đó, chạy về phía miền Nam đến đó, chạy về phía mà nơi có quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Cái đó thật là, đó là cái lịch sử trong cái cuộc chiến của đất nước mình.
Cái đó là lịch sử sự thật. Thời Việt Cộng tới đâu đó là đồng bào chạy đến đó, mà chạy về phía Việt Nam Cộng Hòa không? Không bao giờ mà mình thấy mà những người mà đồng bào của mình mà chạy về phía Bắc đâu. Không bao giờ. Thành ra đó, họ cái cuộc chiến tranh này đó, họ hiểu về cái tâm lý. Cái những tên Việt Cộng nó rất là hiểu về tâm lý, và nó biết rằng là đồng bào đó, người Việt ở miền Nam đó rất là sợ Việt Cộng, rất là ghét Việt Cộng. Không bao giờ mà muốn là cái đất nước mình trở thành cộng sản đó. Thành ra đó, cái người chỉ huy đó họ la lớn là Việt Cộng đến, Việt Cộng tới, chạy chạy bà con ơi. Thì nếu mà giả sử mà mình ở miền Trung mà mình nghe được những cái điều đó đó, thì khi mà nghe Việt Cộng đến là đồng bào có thể là sợ và chạy thiệt. Mà đồng bào sợ chạy á, thì khi mà đồng bào là trong đó là có vợ con của lính, thì những người vợ con của lính là chạy, nghe Việt Cộng đến là chạy rồi, chạy về phía Nam thôi. Và khi mà vợ con mà của lính mà chạy thì người lính sẽ không còn cái tâm thần để mà chiến đấu nữa. Người lính hoàn toàn họ không có tâm thần để mà chiến đấu nữa. Thấy vợ con mình là chạy bỏ rồi thì mình cũng tìm cách mình chạy theo. Mà nó gọi là chiến thuật mà di tản của Tổng thống Thiệu. Mình không hiểu tại sao mà trong cái lúc đó mà Tổng thống Thiệu cái di tản chiến thuật từ ở miền Trung mà Quảng Nam, Quảng Ngãi rồi cái chạy rồi Quảng Trị rồi cái chạy xuống rồi cho tới Đà Nẵng. Rồi 30 thuộc Kon Tum rồi đó rồi chạy xuống Đà Nẵng, rồi Đà Nẵng lại thất thủ. Rồi chạy xuống Nha Trang. Ông Thiệu làm như là ông muốn là mà thấu cấy hay sao đó để coi Mỹ có giúp đỡ hay không. Mà rốt cuộc không có sự giúp đỡ gì hết. Và Việt Cộng tràn xuống Đà Nẵng rồi Vũng Tàu rồi đến ngày 30 tháng 4 đó là tiến vào Sài Gòn, tiến vào Dinh Độc Lập. Thành ra đó, không có vụ mà hút đổ cổng Dinh Độc Lập đâu, tí với bảo đảm như vậy. Bộ nó khùng quá sao mà cái cổng người ta đang tốt đẹp thì tự nhiên rồi chạy xe tăng cũng phải vừa phải thôi. Chạy xe tăng rồi gì mà dở dữ vậy? Xe tăng ở trong đó người ta cũng thấy đường người ta chạy chứ. Có người người ta chỉ, có người ta mở cổng ra, rồi người ta chỉ tay cho quẹo trái quẹo phải như thế nào. Làm sao mà không có vụ mà hút đổ cái cổng Dinh Độc Lập. Thì nói ngay là lúc đó trong lòng TV256 thì đồng ý là mình thấy cái đất nước mình bị mất rồi. Việt Nam Cộng Hòa bị mất rồi. Nhưng mà mình vẫn còn hy vọng, tại vì lúc đó mình tuổi trẻ mà. Mình đâu có biết Cộng sản là cái gì. Mình chỉ biết nó Cộng sản là mình nghe nói nó ác thôi. Và mình nhìn thấy những cái hình ảnh mà bà con đồng bào mình chết ở Mậu Thân ở Huế đó, thì mình thấy đó là mình căm thù thôi. Chứ sau cái ngày mà 30 tháng 4 đó, tự nhiên mình cởi mở cái lòng mình ra. Mình thật sự mình cởi mở cái lòng mình ra. Và mình nghĩ trong cái đầu mình đó là chiến tranh mà. Mình cũng nói với những người bạn của mình, chiến tranh mà. Thì
thì hai bên đều có thể là ác với nhau. Hai bên mình nghĩ như vậy, đánh nhau thì phải giết nhau rồi, hai bên đều phải giết nhau hết. Thì mình nghĩ cộng sản chắc cũng sau chiến tranh thì không có vụ trả thù đâu, tại vì cùng là anh em mà, cùng là máu mủ với nhau mà. Mình nghĩ cái lệnh đầu hàng nó quan trọng lắm, cái lệnh mà bàn giao chính quyền mà êm thấm như vậy thì cái người mà lính đó, cái người mà lính đó bắt buộc phải rã ngũ hết, từ cấp tướng mà sĩ quan cho đến anh binh nhì, không có thể nào mà không sụp đổ hoàn toàn được, tại vì cái lệnh của tổng thống rồi. TV thí dụ anh làm tướng đi, nhưng mà dưới binh sĩ của anh bây giờ đó, anh muốn chiến đấu đi, anh muốn chiến đấu chống lại cộng sản, anh không muốn đầu hàng, không được. TV nghĩ không bao giờ xảy ra được. Chỉ có một nhóm nào mà nó thân tình với nhau đó, thì có thể là họ có vào bưng vào biển rồi chiến đấu để mà chống lại cộng sản. Chứ cái lệnh đầu hàng nó vô cùng, nó nguy hiểm, nó quá ác lắm. Là người lính trong đầu của họ, họ nghĩ rằng là nếu mà anh không tuân theo lệnh tổng thống đó, thì tôi sẽ bắn anh. Tôi cũng muốn về với gia đình nè, anh phải cho tôi về với gia đình nè. Người lính đó họ họ có nói họ muốn có quyền về nhà rồi, làm sao anh tướng mà anh cản được. Anh mà cản những người lính đó, họ sẽ chĩa mũi súng vào bắn những cấp tướng đó. Tại nó chỉ có một cái đơn giản, một cái câu lý luận thôi. Một câu lý luận là anh đó mà anh không, anh là tướng mà anh không tuân lệnh tổng thống đó, thì tôi không tuân lệnh của anh. Thành ra đó, không có cái gì mà cộng sản phải sợ, không có gì mà cộng sản phải sợ mà người miền Nam là phải chống lại với cộng sản. Nếu mà cộng sản thật sự là những người yêu nước ấy, thì đó là cái giờ phút mà để chúng ta gọi là đoàn kết lại, để mà coi như là máu mủ ruột thịt thôi, để mà cùng chung tay xây dựng lại đất nước. Đơn giản thôi. Không có người người miền Nam nào có thể phản kháng được, mà cả mấy trăm ngàn lính bộ đội với súng ống như vậy, mà họ sẵn sàng gọi là đi học tập, họ sẵn sàng hết. Mà cái thằng Việt Cộng nó phải nó lường gạt rất là hay, hiểu không? Mới đầu nó cho những cái binh sĩ gọi là binh nhì, binh nhất rồi đó, mấy cái gọi là hạ sĩ quan đó, hạ sĩ quan họ cho đi học tập trước, học tập có một ngày, có một ngày rồi họ thả ra. Thì TV muốn chia sẻ với anh chị em nào mà còn nhỏ thì có thể là không biết những điều đó. Thì họ thả ra thì họ một tuần sau hay nửa tháng sau, cái họ họ nói bây giờ cái thành phần mà sĩ quan, từ sĩ quan mà chuẩn quý mà trở lên á, thì phải đi học tập, mà phải mang cơm nước theo 30 ngày, gọi là đi một tháng trời á, có nơi thì hình như là nửa tháng thôi, 2 tuần. Rốt cuộc mấy sĩ quan cũng mừng quá, nghĩ rằng là binh sĩ thì một ngày rồi nó thả, nó không bắt lại. Mình nghĩ sĩ quan chắc mình học tập có tội nhiều hơn, thì học tập 30 ngày rồi. Thì thôi 30 ngày rồi vợ con thì mang lương thực theo 30 ngày để mà đi học tập, tại vì nó kêu trong cái lúc đó nó gọi là quỹ ban quân quản,
Mình kêu mang theo rồi là cơm nước rồi là học tập 30 ngày. Rốt cuộc ở tù mà không bản án. Cái khốn nạn của cái chế độ này là khi mà mình ở tù mà mình không có bản án đó, nó kinh hoàng. Tại vì người vợ hoặc là gia đình anh chị em được hoàn toàn không có biết con mình chừng nào nó trở về để mà mình có thể mình chuẩn bị được trong cái tương lai. Cũng như một người cha mà bây giờ không có một những người con không có cha, rồi làm sao người ta có thể tiếp tục được cái cuộc sống như thế nào, người ta phải suy nghĩ cái lối thoát ra sao. Nếu mà ta nghĩ biết rằng là học tập một tháng thì quá đơn giản, rất là đơn giản, thì người ta chuẩn bị được cái cuộc sống một tháng ra sao để mà người ta tiết kiệm tiền bạc hoặc là phải làm thế nào làm thế nào. Còn á, còn mình mà trong gia đình mình mà gặp những cái người mà có cha chú mà thí dụ ba mình đi mà bị bản án như vậy rồi làm sao, mình không có biết cái ngày về của họ, không có biết ngày về gọi là không bản án là cái kinh hoàng nhất của cái người mà vợ, những người con của những người mà học tập cải tạo. Mà học tập cải tạo đó là đứng trong vật kép thôi, nó còn hơn trại tù nữa, nó hơn trại tù mà nó tàn độc ghê lắm. Quân dân cán chính rồi, mà không phải chỉ quân dân cán chính không, mà tất cả những cái người nào mà gọi là lúc đó đó mà chỉ cần mở miệng mà nó gọi là chống cách mạng đó là nó bắt đi tù hết đó. Thời đó thì không có ai mà tránh khỏi đó. Thì nói thiệt, khi mà Diệp Cộng vô thì TV ủng hộ họ. TV nghĩ rằng là mình nghĩ rất là đơn giản là đất nước hòa bình, không có vụ trả thù đâu. Ai cũng nói trả thù vì không có, mình nghĩ chuyện đó chắc không có. Nếu thì mình có thể mình lúc đó mình ủng hộ thằng Việt Cộng cỡ khoảng 2-3 tuần, một tháng là tối đa, là bắt đầu là mình chống nó rồi. Mình nói không thể nào chấp nhận được một cái chế độ cộng sản ở trên quê hương mình. Tại sao? Tại vì tất cả những việc làm nó đều bắt buộc hết. Bởi vì người ta nói con người mà không có tự do đó, nó, mình sống quen tự do là mình khó chịu lắm. Mỗi ngày đó nó cứ đến nhà mình, nó bán báo. Nó 5-7 người nó đến nhà mỗi người vậy, cái nó bắt mình phải mua báo. Rồi một điều, rồi nó bắt mình phải đi họp mỗi ngày, đi họp tổ, họp gì đó. Rồi xong họp tổ rồi, nó bắt mỗi nhà phải cử một người ra để mà vét rác, để rồi nó nói là lao động vinh quang. Trời đất ơi, nó làm sao mình sống được cuộc sống như vậy? Vô phương, cái gì cũng bắt buộc hết. Rồi bắt buộc đóng tiền, rồi rốt cuộc người nào người nấy trở thành nghèo khổ, nhà cửa bán ra hết, bán đồ đạc ra hết, không còn cái cách nào mà sống được. Rồi phải xếp hàng đi mua từng con cá, từng ký gạo, mỗi người được một ký gạo. Đại khái gia đình, mỗi gia đình đều phải đi xếp hàng để mà mua lương thực hết. Gọi là nó ra cái luật cấm là không có được buôn bán. Cấm không được buôn bán. Bán là gọi là bất hợp pháp. Là tất cả những gì đó buôn bán thì phải bán cho nhà nước thôi. Rồi nhà nước mới bán lại cho dân. Tất cả nền gọi là kinh tế rồi là tư bản nó tiêu diệt rồi tận gốc rễ. Quý anh chị em biết là ở bên Mỹ nó cũng có cuộc chiến, cuộc chiến tranh Nam Bắc, mà người ta thương nhau và
cái người mà chiến thắng đó, họ còn cho ngựa, rồi cho tiền bạc, rồi cho thức ăn, cho những người thua cuộc đó đi về nhà, hiểu không? Để mà đoàn tụ với gia đình. Đó, họ thương nhau như vậy đó. Và lá cờ của nhau, họ cũng tự do nữa. Họ tự do sử dụng cái lá cờ thua cược không sao đó. Nó không có không có mà hai anh em mà Nam Bắc mà thù với nhau, ý là họ là những người mà từ gọi là tứ xứ rồi là của thế giới đó, tại nước Mỹ rồi hiệp Trung Quốc mà nhiều quốc gia rồi là đổ về nước Mỹ mà sống, họ đâu phải là ruột thịt đâu, mà họ còn có cái tình thương được, họ tình thương, họ coi như là ruột thịt, rồi nước Mỹ mới hùng mạnh như ngày hôm nay. Thằng Việt Cộng không có, nó đầy nó đọa, nó bắt hết đi học tập. Mà TV trễ một cái chi tiết này, quý anh chị em thấy không kinh hoàng nữa thôi. Tất cả những cái quân nhân đó mà đang chữa bệnh ở Tổng Bệnh viện Cộng Hòa, tại vì nhà TV 256 là đối diện với cái sân golf, thì cái sân golf á thì nó cắt cỡ khoảng 2-3 cây số vậy thôi đến cái Tổng Bệnh viện Cộng Hòa thôi. Trời ơi, nó đuổi người ta ra hết tất cả thương binh đồ, cục giò què đồ, nước biển đồ, nước biển mà đang gọi là cho vô máu rồi, bịt máu rồi, người ta cứ cầm lên tay nè, cầm chai nước biển, cầm vừa đi vừa người băng bó tùm lum, ruột phèo rồi lòi ra đủ thứ, mình thấy kinh hoàng thiệt. Nó không cho ở đó, nó nói là cái này là Tổng Bệnh viện Cộng Hòa này là của Mỹ. Mấy anh bị thương lội ruột phải cởi anh, máu me chảy đầy ở trong băng bó, người ta đi một cái hàng dài dễ sợ luôn, từ ở Tổng Cái Viện Công Hòa đó mà nó đi ngang qua nhà mình. Mà trong đó nói thật đó, có những người ở trong xóm họ thương những người mà lính như vậy đó. Người lính cần chiếc xe đạp rồi họ cho liền à, họ cho chiếc xe đạp. Thời đó thì nói nghe xe đạp thì nó cũng không phải là nó ở miền Nam thì nó không có mắc như ngoài Bắc đâu. Ngoài Bắc là chắc một chiếc xe đạp là sau này mình biết là nó giá trị khủng khiếp lắm. Còn người Nam người ta làm việc, người ta có tiền, có tivi, có điện thoại, mà bất cứ những cái vật dụng gì nó cũng sản xuất ở miền Nam đó. Người miền Nam đó nó tự nó có là mấy ngàn công ty, nó từ 8 đến 10 mấy ngàn công ty lớn nhỏ có đủ để mà tạo ra những cái sản phẩm để cho dân dùng, và những sản phẩm đó xuất cảng ra ngoại quốc nữa. Mà những cái sản phẩm mà Việt Nam Cộng Hòa làm đó là nói thiệt mình thấy hết sảy luôn đó. Toàn là những sản phẩm mà mình dùng, mà mình sử dụng, mà mình thấy khoái, mình tốt. Từ cái cục gạch đến cục pin rồi đến cục xà bông, mình thấy đất nước mình lúc đó nó hay lắm. Những sản phẩm mình nó rất là tốt. Thời đó đó, cái người mà hàng xóm kế bên TV đó có chiếc xe La Đà Lạt đó. Ba TV thì cũng có chiếc xe hơi, mà xe Trắc Xong là xe của Đức á, màu đen đó. Xe mà thời xưa đó. Thì người miền Nam cũng, trong cái xóm đó thì 96 căn. Thì đại khái thì cũng phải là cỡ khoảng
một phần năm hay một phần bốn gì đó, một phần năm một phần bốn có gia đình có xe hơi hết. Mình nhớ cái anh mà kế gia đình nhà TV 26 đó, kế một căn đó, anh có chiếc xe mà la Đà Lạt phải không? Mà cái hôm đó là để chống bão, trong tụi phường rồi đó, người mấy công an phường rồi đó, nó nói rằng là đồng bào phải lo chống bão nha, bão đổ bộ đó. Mình hồi xưa mình đâu có nghe bao giờ cái chữ mà bão mà đổ bộ à, mình nghĩ bão nó không có cái kiểu mà nó moving giống như vậy, dùng cái tiếng đổ bộ nghe cũng mắc cười. Thì tối hôm đó thì nó kêu là phải chống bão, mà mình không biết mình phải chống như thế nào nữa. Cái nhà mình ở đó bây giờ mình chống sao mình hoàn toàn không biết. Cứ kêu là chống nội bộ nhưng mà không có đưa ra biện pháp để mà làm sao để chống cái bão mà nó đổ bộ đấy. Mà sự thật nó đâu có khỉ gì đâu, gió thổi gì chứ đâu phải là nhà nhà gạch không, có đâu có phải là nhà lá hay là cái gì mà chống đổ bộ. Và xe Đà Lạt sản xuất năm 1959 là đã bắt đầu rồi, 59 đến 60, mà đến 75 thì cũng khá rồi. Nhiều khi đó mình ở trong diễn đàn Pow Talk đó thì mấy anh Việt Cộng người nó nói chiếc xe Đà Lạt chả có cái gì, chỉ có cái thùng không, chỉ có cái thùng. Tại vì đó nó phải dùng cái máy của Citroën, Citroën là cái đầu máy đó của Pháp. Sự thật đó thì mình sau này mình biết đó, thế giới đó, cả thế giới đều nó dùng cái lẫn nhau hết trơn à. Ngay cái bộ phận của một cái chiếc xe hơi đó, không bao giờ mà có một cái nước nào mà nó có tất cả những cái mà phụ tùng ở trong cái chiếc xe mà nó làm sản xuất đó. Không bao giờ. Nó giống như trường hợp computer thôi, là cả thế giới sản xuất ra chứ không phải là một cái nước đó sản xuất hoàn toàn đâu. Nó đặc biệt như vậy, nó lạ lùng lắm. Cái thế giới mình tư bản là nó vậy. Thí dụ quý anh chị thấy đó, bên Nhật Bản đó, nó sản xuất những cái bi đạn đó rất là chính xác. Mấy cái bi đạn nó chính xác mà nó tròn mà cả thế giới làm không nổi, không được. Thành ra đó cả thế giới phải nhập cảng cái phần mà làm bi bi sắt của Nhật Bản, đại khái là vậy. Rồi Nhật Bản muốn làm xe cũng phải nhập một số bộ phận bên của Mỹ, bởi vì cả thế giới nó kết hợp với nhau như vậy. Giống như cái máy mà điện toán computer của quý anh chị đang sử dụng đó. CPU thì của Intel nè, của AMD nè, rồi của Cyrus nè. Cái phần CPU nó cũng ba bốn hãng, bốn năm hãng, mà cái đó của bên Mỹ. Nhưng mà tới hồi quý anh chị mua mà memory á, phải nhập cảng từ thằng Nhật. Thằng Nhật nó hay lắm, nó làm những cái gì mà nhỏ nhỏ, mấy cái con RAM chip á. Thì nói cho ngay là tại vì TV 256 trong cái nghề computer mà mình cũng đã là 20 năm rồi mình làm cái nghề computer, thành ra mình rất là rành. Nhưng mà sự thật tới mình, tại vì mình cũng bỏ lâu rồi, thành ra bây giờ mình lậm cộng đó. Nhiều khi livestream rồi mình không rành mấy, mình cũng phải hỏi này hỏi nọ. Thành ra đó computer là cái thùng á thì mua của Taiwan, của China. Motherboard đó là cái main board đó mua của China. Rồi power supply hoặc là hard disk mua được Samsung, rồi của Nhật Bản. Nó tất cả trên thế giới, Singapore cũng bán hard disk nữa. Rồi mình là người computer mà mình mua từng những cái pạc nhỏ gì
mình ráp thành một cái máy computer để mình bán. Thành ra mình vừa bán mà vừa sửa máy computer. Đó, đại khái là vậy. Thì chiếc xe đó nó cũng y chang như vậy thôi. Chiếc xe đó Việt Nam là phải nhập cảng cái bộ phận mà Citroën của Pháp, nó chuyện bình thường. Nhưng mà mình đó, nó chỉ là cái máy đó, cái máy nhỏ đó thôi, nhưng mà mình làm sao mình gắn đồng, rồi mình làm đồng, mình gắn vô trong cái bộ phận mà xe đó là lạc của mình, rồi mình phải chế hệ thống thắng như thế nào, mình phải chế trời ơi, một chiếc xe là cả một cái vấn đề, chứ đâu phải là nói là xe Đà Lạt chỉ có cái thùng không à. Còn cái máy của Citroën, họ nói lý luận rất là tầm bậy, mình không dám dùng chữ ngu, chứ họ nói lý luận coi như là một chiếc xe hơi không ra cái gì hết. Chiếc xe hơi người ta cũng phải đóng, người ta công khó lắm. Mà cái chiếc xe La Đà Lạt đó, đầu tiên đó là nó chở rất là nhiều người, nó chở có thể thành thành cái chục người được luôn á, tại vì nó làm những cái hàng ghế mà đông, nó hay lắm. Mà TV hồi nãy nói vụ đảo đổ bộ, chào chào Nguyễn Minh Phi nha, đảo bộ đồ đang nói bảo đổ bộ chuyển qua cái xe Đà Lạt rồi. Thì cái ngày đó là ngày đã bảo đổ bộ, phải không? Cái anh chàng khi mà người ta đi ngủ hết rồi thì có cái tên trộm nó lẻn vào, mà cái tên trộm này nó đại tài thiệt chứ không phải là không đâu. Tên trộm này nó lấy hết cái bốn cái bánh xe đó cho quý anh chị biết. Có phải nó tài không? Người ta đó lấy một cái bánh xe là còn còn được, phải không? Nó lấy bốn cái bánh xe, không biết làm sao mà nó dùng hai con đội, mà nó đội một cái là nó bốn bánh xe nó lấy hết, nó để lại hai con đội. Cái xe cao gì mất hết bốn cái bánh. Ồ, lúc đó mình thấy kinh hoàng thiệt. Thì cái anh đó, để cái anh tên gì ta, anh Thạnh anh mới lên ảnh thưa phường, đúng không? Anh nói mà phường nó xuống cái nó thấy cái chiếc xe đó mất hết bốn cái bánh xe, cái ông phường trưởng ông chỉ vô mặt ông chửi liền ấy. Ông nói người ta đã thông báo là bão đổ bộ rồi mà không chịu lo canh chừng, mà để mất bốn bốn bánh xe mà còn 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 bày đặt la làng nữa. Chửi trời ơi, lúc đó kinh hoàng lắm. Mấy cái ông phường trưởng, mấy cái ông mà bộ trưởng chi bộ gì đó ngay phường xóm đó, nó nói chuyện mắc cười lắm. Trái chuối đó, trái chuối đó là nó cái phần mà vỏ chuối á nó mới bổ, chứ mà cái trái chuối nó không có bổ mà cái vỏ chuối mới bổ. Họ lý luận như vậy đó. Rồi họ nói một ký mà rau muống á thì nó bổ hơn một ký thịt bò đại khái gì, mà trong khi rau muống thì nó rẻ rề thôi. Mà cái cách lý luận của họ nó nhiều cái nó lạ lùng lắm, nó làm nó dạy ngu, chính sách nó dạy ngu vậy đó, nó dạy ngu. Rồi mình nghe mình mắc cười đó, trong Nam mình thấy nó lạ lùng lắm, mắc cười. Mà mình phải tội nghiệp chứ. Giống như mình thấy mình đang uống cà phê đi, mà anh bộ đội đó, cái lần đó TV cũng uống cà phê ngay cái quán đó, mà để coi gì mắc cười lắm nè, mà bây giờ cũng bây giờ nhắc lại với tự nhiên quên nè. Là đại khái là anh uống cái Coca-Cola hay gì đó mà anh cứ quậy 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 á. Người ta cà phê thì người ta có đường thôi,
mà anh uống nó xá xị hay gì đó anh cũng quậy. Ôi có nhiều cái chuyện cười lắm, nhưng mà cái đó là mình cũng không phải là cười cười người đó đâu, nhưng mà mình thấy cái thương tâm của một cái xã hội mà đồ đá đó, nó không biết, hoàn toàn không có được hình hình dung ra được cái sự mà văn minh của người ta. Đúng không? Thì mình nghe kể cái vụ mà bỏ cá vô trong cái bồn cầu rồi giật một cái là mất tiêu hết trơn, đại khái là như vậy đó. Bởi vì có những người giống như cô Dương Thu Hương mới là bật khóc khi mà chiếm xong cái Sài Gòn, bật khóc không ngờ cái Sài Gòn nó quá văn minh như vậy. Quý anh chị nam em đó, nào đó, sự thật TV muốn làm sao đó mình mở được một cái diễn đàn, mở được cái diễn đàn mà những người ở trong nước á gọi gọi ra ngoài này để mà nói chuyện, để mà mình đưa những cái ý kiến của mình đưa tất cả những cái tin tức của mình đưa trong cái chương trình của TV 256 nè, mình gọi để mà mình có thể mình nói tiếng nói của mình mà không cần mình phải xuất hiện qua cái hình ảnh. Tại vì nhiều anh em trong nước muốn cất tiếng nói mà nói không được. Nói không được thì gọi cho những người ngoài này, mình cũng nói được cái sự suy nghĩ của mình cho cái tình trạng của đất nước của mình, những cái gì mà mình thấy được cái sự lường gạt của Đảng Cộng sản. Thời đó đó thì là ngay ngay cái lúc đó là TV 256 đã chống cộng rồi đấy, là lúc đó tìm cách để mà gia nhập tổ chức này tổ chức nọ, rồi sau rồi mới vượt biên qua bên Mỹ luôn, vượt biên bằng cái ghe điêu tôm kinh hoàng luôn. Anh ấy tôi cũng kể rồi, máy điêu tôm mà cầm cầm tay á 13 người. Thì sự thật thì mình cũng muốn là đồng bào mình nó có cái điều kiện nó sống nó tốt đẹp thôi. Tại vì khi mà mình qua Mỹ đó mình thấy cái vật chất nó khủng khiếp quá. Mình thấy cái sự nó khác biệt quá lớn đi. Hai vợ chồng mình đi qua Mỹ đó trong vòng chưa tới một tháng đâu là mình đã mua được chiếc xe hơi mà rất là mới. Mình đi năm 70, qua bên đây là 78 thì mình mua chiếc xe 69, 78 đến 69 là có 9 năm à. 9 năm là còn mới lắm, xe Pontiac còn mới lắm, mình mua có 5,5 thôi. Hai chồng làm được đủ sức rồi mua chiếc xe mới trong vòng chỉ không tới một tháng, mà cái giá lương lúc đó là 3,5 đồng, bà xã mình làm 3,5 đồng, bà mình là 3,12 đồng một giờ, mà tiền nhà lúc đó có 90 đô một tháng thôi, mà trong vòng chỉ có một tháng đó là mình mua được chiếc xe hơi rồi. Thì từ lúc đó đó mình cảm thấy là mình bắt buộc phải đấu tranh cho quê hương mình phải bắt buộc. Mình cũng thời đó mình trẻ mà mình chỉ hai mấy tuổi giống như cô Thùy Dương vậy nè, mà nói thiệt mình đâu có internet đâu, hoàn toàn mình không có gì hết, ngoại trừ mình gửi thơ thôi. Đa khổ không thưa quý anh chị em, mình gửi thơ thôi.
Mà gửi thơ thì tiền tham ở gửi Việt Nam rất là mắc, hiểu không? Mà ngay lúc đó thì mình nói ngay mình làm việc mình có nhiều tiền thì ra mình gửi thơ được. Mình gửi thơ về những cái địa chỉ khách sạn, những cái quỹ ban này, quỹ ban nọ. Mình coi mình sao lục cái địa chỉ rồi mình gửi cho những cái information về cái thế giới tự do này nó như thế nào. Mình một lần nữa mình gửi cả 100, 200 lá thơ là cũng biết bao nhiêu tiền. Mình đấu tranh trong cái sự gọi là tuyệt vọng. Thì đó, mình cứ tiếp tục, mình chuyển lửa đấu tranh, rồi cho đến lúc mà có sự computer nó xuất hiện ra là lúc đó là TV256 đã ra trường rồi. Mình học 4 năm về computer science. Thì mình ra là 82 thì bắt đầu lúc đó là nó có personal computer rồi, mấy cái computer cá nhân đó. Thì lúc đó là chạy đầu tiên là có một hàng 1200 baud, cái modem á. Cái modem nó chạy chậm lắm. Thì đó là khoảng mình bán computer vào lúc 1986. 86 là Việt Nam chưa có cái gì đâu, bảo đảm luôn. 86 là chả biết gì về computer. Lúc đó là mới có IBM PC thôi. Rồi IBM XT. Thì mình bán cho đến đến lúc mà năm 1994-95 rồi đó. Thì lúc đó nó có hệ thống gọi là 14.000 baud modem và 28.000 baud. Sau này có 5.600 baud modem nữa. Rồi mình dạy chạy toàn là modem không à, chứ không phải là cái bộ như mình đâu. Thì TV ở bên Mỹ, Hoàng Tùng nha, bạn Hoàng Tùng TV256 bên Mỹ. Thì đó, lúc đó là chạy máy rất là còn chậm. Vì sau này á, mà lúc đó trả tiền khủng khiếp lắm. Lúc đó là bắt đầu chuyển qua email, chuyển qua hệ thống email để mà gửi email về trong nước để mà chuyển lửa đấu tranh. Nó đại khái là vậy. Mà mình đấu tranh. Ồ, người dân Việt hả? Hoàng Tường là người dân Việt đó hả? Đó, đây là những cái người anh em mà mình biết nhau đó từ lúc mà hoạt động Pao Thoát đó. Mà mình tiếp tục chuyển lửa đấu tranh thôi. Cho đến bây giờ thì cái hệ thống nó quá nhanh luôn. Và mình nghĩ là sẽ đến cái thời điểm mà chế độ cộng sản này phải ra đi thôi, không có cách nào. Tại vì một chế độ mà nó dựa trên cái nền tảng là gian dối thì không thể tồn tại được trước cái ánh sáng của sự thật, không thể được. Đó. Bao nhiêu tin tức cập nhật người ta biết hàng ngày hàng giờ, cái anh cộng sản anh cứ nghĩ mà lường gạt người ta không thì không có cách nào họ có thể sống được chứ. Cái thế giới mà internet nhanh như vậy. Chào bạn Nguyễn Hiếu nha. Bạn Tùng Tùng có gì một cái xong rồi thì gọi cho TV256 nha. Trời ơi, anh em lâu quá không có gặp nhau phải không? Bây giờ biết mặt rồi phải không? Thấy già không? Thấy già không Hoàng Tùng? Trời ơi, lâu lâu mà gặp mấy người mà quen thân như là người dân Việt 225 ấy, thì rất là vui đúng không? Mình nhớ nhau từng cái giọng nói mà. Để gì TV viết cái bài mà TV không biết quý anh chị em có đồng ý không? À, làm cách nào để hủy chế độ cộng sản bây giờ hả?
thì đó, còn quá trẻ hả anh Hoàng Tường? Mỗi người dân phải phải hiểu được cái trách nhiệm của mình, là mình giải quyết được cái chế độ cộng sản. Mình biết là cộng sản đó là nó gây tội ác cho cái dân tộc mình, thì mình phải tìm mọi cách để mình chống nó thôi. Mà mọi người đó, nó qua cái hệ thống internet đó, nó biết rằng là cộng sản là dối trá, tội ác, lường gạt, thì tự nhiên mà mình đứng lên và mọi người khác cũng can đảm đứng lên giống như mình, thì mình giải quyết được cái vấn đề cộng sản thôi. Không khó, không khó đâu bạn Nguyễn Hiếu à. Mình hiểu được cái trách nhiệm của mình, và nên nên nhớ đó là mình muốn cái cộng sản sụp đổ đó, nó giống như là mình đánh rắn là mình phải đánh đầu, mình đánh đầu, mình đập đầu rắn đó, thì nó mới chết. Thành ra đó, mình biết cái tên cầm quyền nào là tên mà chức vụ cao nhất, giống như mình biết Nguyễn Phú Trọng là tên cao nhất. Tại Nguyễn Phú Trọng đó, nó đi ra ngoài qua bên Tàu, nó ký kết 15 văn kiện bán nước với Tàu. Cái vấn đề mình không tin ai là đúng rồi, tại vì cái thằng cộng sản nó lưu manh lắm, nó ký hay giả dạng không à, nó hay giả dạng đủ thứ, tại vì nó được tìm mà. Nó đó là những người gọi là nó được tiền để mà nó xạo, nó được được tiền để mà nó trở thành dư luận kiến viên. Còn mình không có, mình tất cả là lòng tự nguyện, mình lòng tự nguyện, nó khác vô cùng, đúng không? Tụi nó đó, nó cũng giả dạng đấu tranh, nó cũng giả dạng cái này cái nọ, rốt cuộc nó là người làm việc cho cộng sản. Nhưng mà đừng có lo vấn đề đó Nguyễn Hiếu, có những người gọi là làm việc có cộng sản sản đi, đến cái một thời điểm nào đó nó lòng giả mà thành chân đó. Tại mình không tránh được cái lương tâm của mình hành hạ đâu, cái lương tâm của con người không cho phép. Cái lương tâm của con người đó, mình thấy được những cái sự thật đó, và mình cũng có cái lòng yêu quê hương đất nước đó, thì tự nhiên những con người đó lại trở ra chống cộng sản. Mới đầu thì làm việc cho cộng sản, nhưng mà khi mà thấy một cái xu hướng mà số đông nào đó là họ ngã rập hết. Chúng ta thấy mà bên mà Xô Viết đó, mà cửa hàng mấy trăm triệu người mà theo cộng sản, mà với cờ búa liềm đó, mà rốt cuộc đó, chỉ có một ngày thôi là họ vứt hết cờ búa liềm, rồi họ trưng cái cờ của Nga Hoàng lên. Nó không khó đâu, phải tham gia vào, mình phải tham gia vào cái để mình cùng chống lại, thì mình sẽ đạt được ước nguyện thôi. TV256 cũng không có, hoàn toàn là cũng không có theo đảng nào, không có theo đảng nào mà mình đấu tranh độc lập gì, tại vì mình thích, mình biết trách nhiệm của mình, và mình thích nó tạo ra một cái nhóm như vậy đó, những cái nhóm mà độc lập, những cái nhóm độc lập đó là những cái tiếng nói của mình, đó là do trong cái tâm của mình, do trong cái trí của mình, chứ mình không dựa theo vào một cái tổ chức của mình. Mà nếu mà mình đứng chung ở trong một tổ chức đó, thì cái tiếng nói của mình nó nhiều khi nó không đúng sự thật mấy, tại vì nhiều khi mình cũng phải bênh vực cái tổ chức của mình. Thành ra cái lời nói của mình nó không có, nó không đúng là 100% theo cái sự suy nghĩ của mình, mà mình phải
phải nói làm sao để mà mình làm tốt hơn cho cái tổ chức của mình. Nhưng mà cái tổ chức nào đó, cách nào cũng 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 đặt cái việc tổ quốc là trên hết, và cái điều đó là đúng. Tổ chức nào cũng phải 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 đặt là trung thành với tổ quốc hết. Chứ không phải như cộng sản đâu, cộng sản là sai quấy đó. Không? Khi mà tham gia vào đảng cộng sản phải nói tuyệt đối trung thành với đảng đó. Và đối với TV26 là câu nói của anh đó là tôi có thể nói thẳng anh là anh phản quốc. Anh chỉ có một điều là trung thành với tổ quốc thôi, tổ quốc phải trên hết thôi. Chứ nếu mà anh tuyệt đối trung thành mà với đảng đó là anh và phản quốc, đơn giản thôi. Đảng mà đâu có thể nói mà tổ quốc được. Anh bận quần áo của ai, anh ăn cơm của ai, tất cả là do dân của anh, tất cả là do quá khứ lịch sử tiền nhân của chúng ta gọi là xây dựng nên càng 4.000 năm, nó hun đúc tinh thần của cái dân tộc Việt Nam này là nhờ những cái lịch sử như vậy, 5.000 năm, gần 5.000 năm. Thì mình phải biết cái đất nước của mình đó là mình nhờ những cái người như vậy, mình nhờ những cái quá khứ lịch sử như vậy. Thì nó gọi là tổ quốc mới có mình. Đồng ý mình là cha mẹ mình sinh ra, nhưng mà mình sống trong một cái đất nước đó đó, là mình phải hiểu cái tổ quốc của mình là trên hết là như vậy. Chứ mình nói là đảng mà trên hết rồi, đảng là mình trung thành với đảng, tự nhiên là mình chống lại tổ quốc của mình. Thằng Việt Cộng đó là không có vụ mà tổ quốc gì hết á, bởi vì nó nói là tổ quốc là xã hội chủ nghĩa. Thành ra mọi đồng tiền đó mà chúng ta có là từ mấy chục năm nay rồi, toàn là tiền Hồ Chí Minh thôi, chúng ta có thể chấp nhận được không? Tổ quốc nó phỉ báng tổ quốc chứ, chứ nó không có lại là nó ghê gớm lắm, bởi vì nó không không cho chúng ta dùng một cái thiền mà có hình Quang Trung là lê lợi lới lái Trần Hưng Đạo gì hết, chỉ có một hình Bác Hồ thôi mà chúng bắt kêu phải gọi là Bác Hồ nữa. Cái đó là rất là lưu manh quá, đâu có cái quyền gì mà bắt người ta phải gọi như vậy, trong khi đó là một tên gián điệp, tên gián điệp Tàu. TV có những bài về bài viết và bài... Nếu mà quý anh chị muốn nghe những cái mà YouTube cũ đó, TV26 nói chuyện nó nói về cái gián điệp Tàu là có bằng chứng rõ rệt luôn, là Hồ Chí Minh là một tên gián điệp Tàu, khẳng định như vậy. Quý anh chị nào có thắc mắc gì nữa không? Sự thật thì mình cũng không có muốn kéo dài thời gian, mà mình thấy thời gian xong rồi đi nhanh quá sách trời. Mình nghĩ mình muốn làm một cái video có khoảng nửa tiếng thôi, mà rốt cuộc rồi mình cứ nói riết rồi cái là nó lên tới 1 tiếng 14 phút. Đã kìa. Làm sao mà tạo được cái diễn đàn mà cho người trong nước nói chuyện đó? TV khoái người trong nước nói chuyện đó. Họ có thể họ gọi điện thoại lại rồi mình đưa cái tiếng nói của họ trên diễn đàn. Quý anh chị em mà biết cái điều đó không? Tại vì đó nhiều khi họ không thích mà lộ diện, họ không thích lộ diện cho ai biết đó, mà họ thích nói thôi. Thôi bây giờ TV26 xin tạm biệt quý anh chị em nha. Để hôm nào khác mình có thể mình gặp nhau nữa ha. Rồi TV kết thúc nha. Dạ, muốn chào quý anh chị em.